Các bạn thân mến, ngày hôm nay thì Sơn đã có mặt ở Simacai các bạn ạ. Simacai thì vẫn là thuộc tỉnh Lào Cai các bạn nhé. Thì trên huyện Simacai thì trong cái tuần lễ này thì đang tổ chức một chương trình lễ hội văn hóa kiểu nông sản các bạn. Thì trong chương trình lễ hội tuần này ấy, tại thể là ngày hôm nay sẽ có một cái chương trình gọi là giao lưu văn hóa văn nghệ, các trò chơi dân gian của các bản, các xã. Thì ngày hôm nay đây Sơn đang có trực tiếp có mặt ở đây và cũng đang xem các anh các chú các bạn đang tham gia một cái trò chơi gọi là trò chơi đẩy gậy. Đấy, sau khi cái trò chơi đẩy gậy này kết thúc thì sẽ tiếp theo đó là cái trò chơi gọi là kéo co. Đấy, kéo co rồi là những trò chơi nhảy cò rò rồi thì gõ trống bịt mắt bắt dê đấy, rồi bắt vịt các thứ, cũng rất là nhiều những trò chơi dân gian rất là hay. Thì và ngày hôm nay thì Sơn sẽ cố gắng để ghi lại tất cả những cái hình ảnh đẹp nhất trong các cái trò chơi dân gian mà người đồng bào dân bản ở đây tham gia để truyền tải lên kênh cho quý vị các bạn xem nhé. Và tiếp theo đây thì chính là cái trò chơi kéo co, một trò chơi dân gian rất là truyền thống rồi các bạn ạ. Hôm nay thì bà con dân bản ở đây cũng đang đứng vây quanh hai đội này rất là đông và đang cổ vũ cho hai đội kéo co. Không biết là đội nào sẽ giành chiến thắng đây. Nhưng mà một trò chơi cũng khá là phổ biến trên các quê hương ở vùng cao cũng như là vùng quê. Một trò chơi kéo co rất là vui các bạn. Hey!
Bịt mắt gõ trống, một trò chơi rất là vui. Trò chơi đấy, những bạn quan sát thấy một anh chàng thanh niên là đang đeo khẩu trang lên mắt và sẽ đi tìm cái trống, cầm cái dù đi tìm cái trống và gõ đấy, không khéo là sẽ gõ trượt ra bên ngoài thì cũng như là gõ vào khán giả đấy. Một trò chơi cũng khá là vui nhộn các bạn ạ. Rồi rất nhiều người đã chờ đón tất cả các anh chị em, các cháu ở trong buổi chiều ngày hôm nay. Anh à, anh Chu Âu à, đấy đến đây là một phần quà mang về tặng vợ con từ vừa nhất. Xin anh đứng đây, đứng đây, đứng đây. Anh nhá, chị hội tinh thư, anh tên là gì nhỉ? Anh Dín ở xã nào đấy? Nào Chư Vi, ok, nào Chư Vi, sẵn sàng chưa? Nghe được chỉ dẫn nhất anh chưa? Nào, anh quay nhé. Tiên, đi thôi, đứng không được. Thẳng ra nào. Đi thẳng, đi thẳng đi. Quá phút thôi, cả trưa hết giờ bây giờ. Lên luôn, đi lên luôn. Tiên. 2, 3, bên phải, bên trái, bên trái, bên phải, bên phải, bên trái. Đi lên đi lên. Bên trái, bên phải. Bên phải, bên trái. Bên trái, bên phải. Bên phải, bên trái, tiên đi. Đi lên, đi lên. Mạnh lên, mạnh lên. Cái kiểu là như kiểu xây diện đấy nhỉ? Tư thế xây diện vậy. Ai sẽ xâm như thế này? Cứ thế, cứ thế này, cứ thế này. Bên trái, bên phải, bên phải, bên trái. Chân trước, chân sau. Đi thẳng. Đi thẳng, đi thẳng, đi thẳng. Ủa ôi. Ăn rồi, ăn rồi. Ăn rồi. Quà thì anh đánh vào mép chồng. Xin mời chị. Hai lượt băng. Cái việc bịt băng này là chị em phụ nữ đã kinh nghiệm với đông đấy. Em là em kinh nghiệm hơn. Trả luôn, trả luôn. Lại nhàng chung cho tôi ạ. Cái kỹ thuật được nhàng cho tôi. Chuẩn bị nhà các tôi nhá. Được chưa? Sẵn sàng chưa? Chị tên là gì nhỉ? Kiệt. Chị gì ạ? Kiệt à? Kiệt. Chị ở xã Nam Vái ạ, quên nhầm Nam Vái. Rồi, chào bố bay cho vận động viên nữ đầu tiên buổi chiều ngày mai ạ. 1, 2. Giờ vòng nữa nào, vòng nữa cho. Được chưa? Rồi, nhạc lên, bắt đầu. 2, 1, bắt đầu. Đi làm điều gì? Năm, đi nhanh lên, điều gì? Đi rộng mạnh này. Trái phải, trái phải.
Và tiếp theo đây thì chính là cái trò chơi nhảy cò giò như lúc đầu Sơn đã giới thiệu đấy. Thì đây là các bạn là thanh niên nam nữ cũng như là các bạn nhỏ có thể là tham gia một cái chương trình trò chơi nhảy cò giò. Chúng ta sẽ phải lồng chân vào trong cái bao tải này và sau đó là nhảy 2 vòng các bạn nhé. Đấy, nhảy tiến rồi nhảy lui, ai về trước thì sẽ giành được một phần quà, của ban tổ chức của chương trình lễ hội nông sản này. Đấy, các bạn đang tham gia. Vòng vừa rồi thì có một chút sai sót, bây giờ bắt đầu nhảy lại đây các bạn này. Ok, đấy. Ôi, nhảy rất là vui nhỉ, có giò thêm con cả. Một chương trình tham gia cũng khá là vui, khá là thú vị các bạn ạ. Yeah.